Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu sai 12 môn đệ đi và chỉ thị rằng: hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Sứ mạng truyền giáo. Trong thông điệp sứ vụ đấng cứu thế, Đức Giáo hoàng John Paul II viết: mọi người tín hữu được mời gọi đến với sự thánh thiện và sứ mạng truyền giáo. Quả thế, nên thánh và sứ mạng truyền giáo là hai khía cạnh bất khả phân ly của ơn gọi dành cho bất cứ ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Người Công giáo được mời gọi không phải chỉ là nên thánh một mình, nhưng là trong sự liên đới với tha nhân. Không phải nỗ lực để một mình có thể thuộc về thiên đàng, nhưng là cùng với mọi người. Đức Giêsu sai các tông đồ ra đi rao giảng nước trời, và trước hết là hãy đến với những con chiên lạc nhà Israel, tức là những người gần gũi thân thuộc. Đó cũng là lời mời gọi ra đi truyền giáo, khởi đi từ gia đình, người thân bạn hữu, xóm giềng, qua đời sống chứng tá của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin hun đúc ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo trong lòng con, để con có thể nói như Thánh Phaolô tông đồ: khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng.